Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái chương trình, đó là gì ạ? Đó là cách để mà xây dựng cái cơ sở dữ liệu, gia tăng cái cơ sở dữ liệu của mình lên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Thì chúng ta có bao nhiêu cách? Cái cách mà để phát triển cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cách ạ? Thứ nhất là đó là cách phát triển offline. Tôi gọi là phát triển offline. Vậy thì với cái cách phát triển offline này, theo các bạn đang làm trong những ngành nghề bán hàng, bất kỳ ngành nghề bán hàng nào thì chúng ta có bao nhiêu cách để phát triển offline ạ? Vâng, các bạn có thể comment vào phía bên dưới. Với tôi là người đã làm 10 năm trong cái lĩnh vực bán hàng thì tôi sẽ phát triển cái kênh offline này bằng những cái cách như sau. Thứ nhất đó là từ những người thân của mình, từ những người thân ở đây bao gồm là người trong gia đình, bao gồm là những người bạn bè của mình, bao gồm những người đồng nghiệp của mình, những người đồng nghiệp cũ của mình, thì tôi đều cho họ vào list data để tôi sẽ chăm sóc họ. Và cái cách thứ hai mà tôi sẽ phát triển trong cái kênh offline này đó là gì ạ? Tôi sẽ tham gia vào những cái câu lạc bộ. Ví dụ như khi tham gia vào những câu lạc bộ. Ví dụ như là câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ chạy bộ, câu lạc bộ xe hơi, câu lạc bộ xe đạp, thì tất cả những cái câu lạc bộ này khi tôi có tham gia thì tôi đều nghiên cứu và tôi đều gì ạ, tiếp cận những cái người trong cái câu lạc bộ của mình và cho họ vào cái data của mình để tôi sẽ chăm sóc họ để chuyển đổi thành những cái khách hàng quan tâm, những khách hàng tiềm năng để có thể mua được giao dịch. Và cái cách thứ ba mà một người sale thì thường hay làm đó là gì ạ? Kinh điển đó là chúng ta hay phát tờ rơi. Các bạn sale thì sẽ chọn những cái khu trung tâm thương mại hoặc là những cái khu mà gì ạ, chợ, hoặc là đứng ở những ngã tư, hoặc là những cái khu nhà biệt thự, những khu đô thị để các bạn sẽ tiếp cận phát tờ rơi hoặc là gửi thư ngõ vào nhà cho khách hàng. Sau đó với cái kênh này thì sao ạ? Các bạn phải cho họ phản hồi và gọi vào cái số hotline của mình và phản hồi, và sau đó thì các bạn mới cho vào cái list chăm sóc của mình. Cái yếu tố thứ tư mà của cái kênh offline này các bạn cũng có thể làm đó là gì ạ? Đó là các bạn mua data, hoặc là xin data. Các bạn mua data hoặc là xin data lại. Các bạn về các bạn sell phone, một ngày các bạn sell 100 cuộc thì mỗi một kịch bản sell phone các bạn lên tốt, các bạn có thể chuyển đổi thành 10% của khách hàng quan tâm đó, và đó cũng sẽ trở thành data ấm của các bạn để các bạn có thể cho vào cái data list của mình để gia tăng cái lượng data lên cho mỗi ngày, được không ạ? Vâng, và còn lại những bạn nào mà đang tham gia vào những cái hội chất lượng hơn, ví dụ như là hội doanh nhân chẳng hạn, hoặc là P&I chẳng hạn, hoặc là hội những phụ những doanh nghiệp phát triển chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể cho vào cái data để tăng cái cơ sở dữ liệu của mình lên. Đó là cái kênh được gọi đó là kênh offline. Vậy thì với offline chúng ta cũng có rất nhiều cách để xây dựng, nhưng chúng ta sẽ khai thác thông dụng thường qua những cái bốn cái kênh như sau, bốn cái cách thức như sau. Tiếp theo đến thì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái kênh online. Đa phần thì các bạn sale tại thời điểm hiện nay các bạn hay đi học về phát triển về marketing và khai thác online. Là vì sao ạ? Khi khai thác online thì các bạn sẽ dễ tìm tiếp cận được cái khách hàng data ấm và chuyển đổi nó nhanh hơn đến data nóng. Tuy nhiên với cái kênh này thì với một người sale mới trong nghề,
các bạn sẽ bị tốn kém bởi cái chi phí phải đầu tư vào kênh này. Và cái kênh này thì các bạn sẽ phát triển data bằng những cái trang thương mại, trang điện tử nào ạ? Đó là các bạn có thể là quảng cáo trên gì ạ? Các bạn quảng cáo trên Facebook. Hai, đó là gì ạ? Các bạn quảng cáo trên YouTube. Ba, đó là gì ạ? Các bạn quảng cáo trên Zalo. Bốn, đó là các bạn quảng cáo trên Google. Năm, đó là quảng cáo trên các trang báo, đài, điện tử, diễn đàn khác. Các báo điện tử. Báo điện tử, diễn đàn. Diễn đàn hoặc một số các cái trang mua bán, ví dụ như bất động sản.com, mua bán nhà cửa chẳng hạn, thì những cái kênh đó đều là những cái kênh mà các bạn đều phải bỏ ra cái chi phí đi trước. Và sau đó các bạn mới đo lường lại được cái kết quả là bao nhiêu data cho một lead. Thì với cái kênh này khá là tốn tiền. Nếu như các bạn không biết làm mà tôi yêu nó thì các bạn sẽ là gì ạ? À? Vì gia tăng cái chi phí dẫn đến là gì ạ? Cái lợi nhuận của các bạn khi các bạn đầu tư vào nó sẽ bị giảm đi cái phần tiền mà các bạn sẽ mang về. Với những cái người mà mới thì tôi khuyên là các bạn nên tận dụng những cái kênh offline để các bạn làm đầu tiên. Đúng ạ, chúng ta hãy chịu khó gọi điện thoại, chúng ta hãy chịu khó làm những cái kênh là phát tờ rơi và tham gia vào những câu lạc bộ này. Còn những bạn, các bạn muốn tăng thêm thì các bạn có thể làm online. Đây là hai cái cách chính làm online hoặc offline để có thể giúp cho các bạn gia tăng được cái cơ sở dữ liệu lên. Tôi tin chắc rằng là ở đâu đó các bạn đang làm, các bạn cũng sẽ làm một trong những cái kênh như sau. Nhưng các bạn hãy duy trì, các bạn hãy đo lường hàng ngày và kiên định với nó để giúp cho cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu của mình một cách tốt nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ cái video này cho những người mà các bạn nghĩ đang cần cho cái việc bán hàng, để giúp cho họ hiểu được tổng quan được cái việc là khai thác và phát triển cơ sở dữ liệu data nó là như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cho các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.